Dạ, lời đầu nói đầu tiên cho anh phép để lời chào quý ban giám khảo và các bạn sinh viên đang có mặt tại đây ạ. Em tên là Nguyễn Ánh Thuận và hai bạn trợ diễn của em là Trần Thị Quỳnh Như và Tô Quốc Hào. Sau đây em xin trình bày cái khúc Tháng Tư Là Lời Nói Nhớ của em. Xin chú thầy cô và các bạn cùng lắng xem. Để mình nói ra
đời thường để hóa theo mây gió để lại là...